thay vì tổ chức gặp mặt liên hoan chào mừng ngày 20 tháng 10 như mọi năm, thì ngày hôm nay rất đông chị em phụ nữ của huyện Cam Lộ đã tập trung tại đây để nấu những cái suất ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhất để có thể chuyển đến tận tay những bà con đang bị ngập lụt, bị cô lập, để có thể giúp bà con vượt qua những cái khó khăn trước mắt. Mấy ngày nay, căn nhà của chị Phan Thị Tâm ở khu phố 4 thị trấn Cam Lộ chẳng khác nào một bếp nấu ăn tập thể. Từ tờ mờ sáng là hàng chục hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thành viên nhóm thiện quảng Cam Lộ, cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn tập trung tại đây để kịp thời nấu những suất cơm đảm bảo đủ chất dinh dưỡng, kịp thời đưa đến người dân vùng lũ. Ngày qua là 1.220 suất, ngày nay là 2.000 suất. Thì làm, nói chung là làm từ tấm thôi chứ cũng hết sức hết lòng. Người có của, người có công là để giúp cho bà con. Gần một tuần nay, bếp lửa của nhiều gia đình chưa thể đỏ lửa do nước chưa rút. Việc ăn uống chủ yếu vẫn là mì tôm, thậm chí thời điểm nước dâng cao, nhiều gia đình phải ăn mì tôm sống. Vì vậy, có được những suất cơm ấm nóng, đủ dưỡng chất từ các bếp ăn từ thiện đưa đến bằng thuyền, cano trong những ngày mưa lũ, ai cũng cảm thấy phấn khởi và ấm lòng. Vì em được cứ ngắm mãi trong nhà nữa, bơ có như nấu ăn nó chín được hết mà họ tới vùng cũng được, nhưng ngay này có nước ngọt ra thì có như hồi tập đỏ về các đoàn thể là giúp đỡ cho cơm ăn chứ không thôi khoảng mấy ngày này ăn mì tôm sống chứ lượng bụi chỉ là bị trùm hết rồi. Là huyện bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, để góp phần giúp người dân vùng lũ vượt qua hoạn nạn, trong những ngày qua đã có hàng chục nghìn suất cơm được chị em phụ nữ các đơn vị tổ chức từ thiện đưa đến các điểm di dời tập trung các hộ dân bị cô lập do mưa lũ. Nhiều người dân dù phải dầm mình trong lũ để chống chọi với thiên tai, nhưng ai cũng cảm thấy ấm lòng hơn khi cầm trên tay những suất cơm nghĩa tình này.